Bước vào vòng thi đấu chung kết, Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Tuấn Kiệt cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với điểm âm 1. Điểm số này chỉ hơn nhóm xếp sau một điểm. Với lợi thế đó, Trần Lê Duy Nhất đã tiếp tục thi đấu tốt ở ngày thứ hai chung kết. Mặc hai lỗi bầu ghi ở hố số 4 và 8, nhưng Trần Lê Duy Nhất đã ghi được 4 birdie, mà điểm nhấn là hai birdie liên tiếp ở hố 17 và 18, để kết thúc vòng đấu với điểm âm 2 nâng tổng điểm sau hai vòng lên âm 3. Thành tích này giúp Trần Lê Duy Nhất giành chức vô địch giải TKG Chomsan Challenge, chặng 2. Chiến thắng này mang về cho Trần Lê Duy Nhất 100 triệu đồng tiền thưởng. Xin Đông Minh là golfer thứ hai có điểm số âm gậy trong ngày thi đấu hôm nay. Nếu như ở vòng trước, Shin Đông Minh hoàn thành vòng đấu 74 gậy dương 2, thì bước vào vòng chung kết, mặc dù mắc 4 lỗi bầu ghi, nhưng phơ Hàn Quốc, nhà vô địch trạng 1 TKG trong San Challenge đã kịp thời ghi được 5 birdie để kết thúc vòng đấu với điểm âm 1, nâng tổng điểm lên dương 1 và về hạng 2 chung cuộc. Cùng chia sẻ vị trí thứ hai với Sinh Đông Minh là Nguyễn Tuấn Kiệt. Vị trí thứ tư thuộc về Trương Trí Quân. Vị trí thứ năm thuộc về Nguyễn Nhất Long. Sau giải đấu này, các offer nghiệp dư và chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam sẽ tham dự giải BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2024, giải đấu thuộc hệ thống Asian Development Tour, diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024.